Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thám Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo các trận đấu tại giải Nations League giữa Đan Mạch với Croatia. Với hai trận thắng liên tiếp thì có thể giúp cho Đan Mạch có ưu thế lớn hơn và bước tiếp vào vòng sau với ngôi vị trí đầu bảng. Và ngay bây giờ hãy cùng với Thám Bóng Đá phân tích trong video ngày hôm nay và đừng quên để lại ý kiến của mọi người ở dưới phần comment cùng với Thám Bóng Đá nhé. Xin chào anh em đã quay trở lại với Thám Bóng Đá. Hãy like và subscribe kênh để ủng hộ chúng tôi ra nhiều video soi kèo và phục vụ anh em nhé. Hôm nay chúng ta soi kèo trận Đan Mạch gặp Croatia diễn ra lúc 1:45 ngày 11 tháng 6. Đây là một trận đấu tại Nations League và Đan Mạch ở trong các trận đấu vừa qua đã giúp người hâm mộ có niềm vui rất lớn. Đội tuyển này chơi rất hay sau kỳ Euro 2020 vừa qua và hơn thế nữa là vượt qua vòng loại World Cup một cách khá dễ dàng. Rồi ở vòng Nations League này, họ cũng đang có hai trận thắng liên tiếp, đáng kể nhất là trận thắng ngược dòng 2-1 trước Pháp. Với phía Croatia thì chính cái đội tuyển này cùng với Pháp là hai đội bóng đang gây thất vọng khi mà hai lượt trận vừa qua chỉ có được một hòa một thua. Croatia còn may mắn có bàn thắng ở phút 88 trong trận đấu với Pháp mà có được trận hòa trong cuộc đấu sức này. Bởi vậy không biết là họ sẽ đá như thế nào trong trận làm khách của Đan Mạch. Mức tài xỉu hiệp 1 là 0.75, cả trận là 2.25. Rõ ràng hàng công của Đan Mạch đang chơi quá tốt và hàng thủ chơi chắc chắn. Còn về phía Croatia, Croatia cũng là đội tuyển mà sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp. Bởi vậy chúng ta cũng không thể xem thường Croatia. Rất có thể sẽ có những bàn thắng mà Croatia ghi được và hơn nữa là khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn. Chúng tôi nghĩ rằng trong trận này việc chọn mức cửa tài là lựa chọn có vẻ hợp lý hơn. Nhà cái đưa ra mức chấp trên dưới là Đan Mạch chấp Croatia 0.5 trái. Không bất ngờ khi mà Đan Mạch được đánh giá cao hơn ở trong cuộc đấu sức này. Họ chơi sân nhà và còn đang có màn thể hiện cực kỳ ấn tượng hơn nhiều so với Croatia. Nếu như sự ổn định và hiệu quả của Đan Mạch giúp đội tuyển này thắng kèo 3 trận liên tiếp gần đây, thì phía đối diện là Croatia đã thua kèo 3 trên 4 trận gần nhất. Chúng tôi rất ấn tượng với Đan Mạch bởi vì họ vừa có màn lộn ngược dòng trước đương kim vô địch của giải đấu là Pháp, một trận đấu rất ấn tượng. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc đấu sức sắp tới, lựa chọn Đan Mạch là một lựa chọn có khả thi hơn. Dự đoán Đan Mạch sẽ thắng 3-1. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Thám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.